Câu chuyện về người chiến sĩ công an nhân dân của miền đất đỏ, anh hùng liệt sĩ Tạ Văn Sáu. Có những phút làm nên lịch sử, có cái chết hóa thành bất tử, có những lời hơn mọi bài ca, có con người từ chân lý sinh ra, chết như sống, anh hùng vĩ đại. Tố Hữu. Quý vị và các bạn thân mến, huyện Đất Đỏ nằm ở ven biển phía đông nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là huyện giàu truyền thống cách mạng, anh dũng kiên trung, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng nhiều anh hùng cách mạng nổi tiếng như Võ Thị Sáu, Châu Văn Biếc, Dương Bạch Mai và anh hùng liệt sĩ Tạ Văn Sáu. Trong video ngày hôm nay, Chân Dung Lịch Sử sẽ gửi tới các bạn về cuộc đời chiến đấu và hy sinh kiên cường, bất khuất, cao đẹp vì lý tưởng cách mạng của liệt sĩ Tạ Văn Sáu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tham gia hoạt động cách mạng. Liệt sĩ Tạ Văn Sáu sinh năm 1928 tại xã Phước Thọ, nay là thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tạ Văn Sáu là con của liệt sĩ Tạ Văn Quy và bà Dương Thị Thàng, người có công với cách mạng. Gia đình ông bà Tạ Văn Quy, Dương Thị Thàng có 10 người con đều tham gia cách mạng. Có đồng chí là cán bộ cao cấp trong quân đội, có những đồng chí giữ trọng trách của tỉnh, của huyện trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, đầu năm 1945, đồng chí Tạ Văn Sáu đã thoát ly tham gia cách mạng khi chưa đầy 18 tuổi. Lúc đó, đồng chí là đội viên thanh niên tiền phong, thư ký công an huyện Đất Đỏ. Tháng 2 năm 1947, đồng chí vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1948, là phó ban điều tra công an huyện. Năm 1949, là trưởng ban điều tra công an huyện Đất Đỏ. Năm 1951, là trưởng công an căn cứ khu Tây của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vùng lộ 15, Hắc Dịch, Phú Mỹ. Năm 1952, đồng chí trở về làm phó trưởng công an huyện Long Đất, gồm huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền ngày nay, cho đến năm 1954. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, tháng 8 năm 1954, đồng chí được phân công ở lại để xây dựng cơ sở, chỉ đạo phong trào đấu tranh chính trị. Năm 1954 đến năm 1955, đồng chí là huyện ủy viên của Đảng bộ huyện Đất Đỏ, phụ trách công tác văn phòng, thu thập tin tức qua Đài Tiếng Nói Việt Nam, biên soạn tài liệu phục vụ sự chỉ đạo của cấp ủy và tuyên truyền trong nhân dân. Trong những năm 1956-1957, địch tiến hành tố cộng diệt cộng, khủng bố ác liệt phong trào cách mạng ở Long Đất. Nhiều cán bộ đảng viên bị địch bắt và đẩy đi Côn Đảo. Đồng chí Tạ Văn Sáu được phân công bám địa bàn, trực tiếp chỉ đạo xây dựng phong trào các xã Phước Thạnh, Phước Thọ, Phước Hòa Long, đấu tranh đòi địch phải thi hành Hiệp định Geneva, chống khủng bố những người kháng chiến, đòi tổng tuyển cử thống nhất nước nhà và đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ. Tiêu biểu nhất là cuộc đấu tranh chống tư sản cướp đất của dân ở Sở Cống Dầu. Cuộc đấu tranh của nông dân ở Sở Cống Dầu thắng lợi cũng đã củng cố niềm tin của bà con nhân dân khắp vùng Long Đất vào Đảng. Nhân cơ hội thành công của cuộc đấu tranh, chi bộ xã Phước Thọ đã phát triển thêm lực lượng đoàn Đảng, tạo cơ sở vững chắc trong quần chúng cách mạng. Tháng 7 năm 1956, địch tiếp tục mở chiến dịch đánh vào phong trào cách mạng toàn miền Đông. Chúng lùng sục, bắt bớ cán bộ ta. Chi bộ Phước Thọ, người bị bắt, người đi chuyển vùng để hoạt động. Đồng chí Tạ Văn Sáu được huyện ủy cử về xây dựng lại cơ sở tại vùng Đất Đỏ. Đồng chí vận động quần chúng đấu tranh đòi ủy hội quốc tế xuống trực tiếp giải quyết, vạch trần bộ mặt giả dối của bọn chúng vì đã vi phạm hiệp định một cách trắng trợn. Tháng 6 năm 1958, đồng chí Tạ Văn Sáu về ở nhà mật cơ sở, chép bản tin đọc chậm của Đài Tiếng Nói Việt Nam, rồi in bột, giao lại cho các đảng viên mật tuyên truyền cho đồng bào. Tại đây, đồng chí tổ chức đội vũ trang, được nhân dân xã Phước Thọ hết lòng bảo vệ, che chở cho đồng chí trong thời gian hoạt động ở Đất Đỏ. Năm 1959, địch thi hành luật 10-59, lê máy chém khắp miền Nam, đàn áp dã man các chiến sĩ và cơ sở cách mạng của ta. Đồng chí Tạ Văn Sáu là người được huyện ủy phân công lãnh đạo các chi bộ trong huyện để lãnh đạo quần chúng đấu tranh mạnh mẽ với địch, với biệt danh Sáu Cà Cưởng.
Đồng chí là một cái gai trong mắt bọn địch và chúng luôn lùng sục để tìm bắt đồng chí. Tháng 4 năm 1960, hai huyện Long Điền và Đất Đỏ sát nhập thành huyện Long Đất. Đồng chí Tạ Văn Sáu là huyện ủy viên phụ trách xây dựng lực lượng quân sự của huyện. Đồng chí vẫn tiếp tục bám địa bàn Đất Đỏ, lãnh đạo đấu tranh chính trị. Từ xây dựng lực lượng chính trị tiến lên xây dựng lực lượng vũ trang. Thà chết chứ không bao giờ đầu hàng. Biết Tạ Văn Sáu với biệt danh là Sáu Cà Cường là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện, phụ trách lực lượng vũ trang và là ngòi nổ của cuộc đấu tranh chính trị mà địch cho rằng hết sức nguy hiểm ở địa bàn Đất Đỏ. Địch đã mở nhiều đợt vây ráp và truy lùng. Với sự gan dạ, mưu trí, đồng chí đã nhiều lần thoát khỏi tay địch chỉ trong gang tấc. Do bị chỉ điểm phát hiện, sáng ngày 20 tháng 6 năm 1960, địch huy động Tổng đoàn Dân vệ và lực lượng thám báo tiểu khu Phước Tuy tăng cường vây bắt ông tại nhà một cơ sở cách mạng ở ấp Tường Thành, xã Phước Thọ. Sau nhiều lần vây bắt bất thành, đúng sáng ngày 20 tháng 6 năm 1960, tên Việt gian bán nước có tên là Giáo đã phát hiện ra nơi đồng chí đã ẩn nấp. Ngay lập tức, bọn địch huy động tất cả lực lượng thám báo tiểu khu Phước Tuy bao vây tứ phía căn nhà của bà Mai Thị Mão. Bà Mão là cơ sở cách mạng ở ấp Tường Thành, xã Phước Thọ, nay là khu phố Tường Thành, thị trấn Đất Đỏ. Bị bọn địch bao vây tứ phía, trong nhà lúc này chỉ có bà Mão và đồng chí Sáu. Ngay cửa buồng nơi đồng chí Sáu ở, chúng đặt một khẩu súng trung liên chĩa thẳng vào trong, sẵn sàng nhả đạn. Chờ đúng khi bọn ác ôn ập vào nhà khám xét, bà Mão cầm cây chổi quét nhà xông ra, cản quân địch, mở đường máu cho ông Sáu bung cửa, đạp bọn lính chạy thoát ra ngoài. Vừa qua được mũi quân trực diện, nhưng đồng chí Tạ Văn Sáu lại bị một toán dân vệ bọc hậu phía sau đuổi theo. Những họng súng của kẻ thù xối xả nhà đạn, đồng chí Tạ Văn Sáu bị trọng thương vào bụng. Biết mình không thể qua khỏi, đồng chí Sáu lao vào bụi rậm, vờ ôm lựu đạn cố thủ. Trong lúc bọn địch sợ hãi bị ăn lựu đạn, không dám xông vào, đồng chí cố sức xé nát các tài liệu và nuốt hết vào bụng. Vì đây là những tài liệu quan trọng không thể để rơi vào tay giặc được. Đúng như nhận định của đồng chí Tạ Văn Sáu, bọn địch sợ phải ăn lựu đạn nên ra sức hò hét, dụ dỗ yêu cầu đồng chí Sáu đầu hàng về với chính nghĩa quốc gia thì sẽ được ban thưởng. Sau khi đã tiêu hủy hết tài liệu, đồng chí Sáu mới tuyên bố với kẻ địch: "Thà chết chứ không bao giờ đầu hàng." Biết không thể lung lạc được chí khí của người đảng viên cộng sản kiên cường Tạ Văn Sáu, địch bắn tiếp mấy phát đạn và đồng chí đã anh dũng hy sinh vào sáng ngày 20 tháng 6 năm 1960, lúc mới 32 tuổi. Sau khi bắn chết đồng chí Tạ Văn Sáu, định đưa xác đồng chí về tiểu khu Phước Tây để ở nhà tròn Bà Rịa và sau đó thủ tiêu xác của đồng chí vì sợ nhân dân kéo lên đấu tranh. Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Sự hy sinh kiên cường, bất khuất của liệt sĩ Tạ Văn Sáu là một tấm gương cao đẹp cổ vũ lòng yêu nước và ý chí tiến công cách mạng của quân và dân huyện Đất Đỏ nói riêng, quân và dân toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung. Với những chiến công xuất sắc, chiến đấu và hy sinh anh dũng, liệt sĩ Tạ Văn Sáu vinh dự được Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu liệt sĩ vào năm 1977 và truy tặng Huân chương Độc lập hạng 3, Huân chương Kháng chiến hạng nhất và danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2011. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đặt tên đường mang tên anh hùng liệt sĩ Tạ Văn Sáu. Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ an vị tượng liệt sĩ Tạ Văn Sáu, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tượng của liệt sĩ Tạ Văn Sáu được đúc bằng đồng và đặt tại phòng tưởng niệm, trụ sở câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh ở số 77A, đường Bảo huyện Thanh Quan, phường 4, thành phố Vũng Tàu. Sự hy sinh thầm lặng của liệt sĩ Tạ Văn Sáu đã tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, của Công an nhân dân Việt Nam. Không những thế, sự hy sinh, nhiều tấm gương liệt sĩ, thương binh Công an nhân dân đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh, lưu danh muôn thuở, sống mãi với thời gian. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Máu đảo của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ." Các anh hùng liệt sĩ, họ đã hy sinh vì sự nghiệp độc lập, thống nhất đất nước của dân tộc ta, đem đổi cả tính mạng của bản thân, đổi lấy sự vinh quang cho đất nước. Sắp tới ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày cả nước đang hướng về ngày lễ trọng đại này, để cùng tưởng nhớ tới công lao trời biển của các anh hùng liệt sĩ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy để lại cảm nhận của các bạn về người anh hùng Tạ Văn Sáu dưới phần bình luận của video nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.